Nhìn nè các bạn ơi, mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều những con khủng long đang bị mắc kẹt ở trong một thau nước màu vàng đất này các bạn ạ. Đây mình sẽ cho các bạn cùng xem nha. Wow, cái này nó có màu vàng đó các bạn ơi, màu vàng đó. Và con khủng long này không thể nào mà thoát ra được luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đem giải cứu cho nó nha. Wow, màu hiếm ra nhiều quá các bạn ơi. Và ta-da, chúng ta cũng đang chuẩn bị sẵn một cái thau nước rất là sạch rồi nè các bạn. Đó, mình đang có một thau nước rất là sạch để rửa một con khủng long như vậy. Này, sau khi rửa sạch con khủng long này, chúng ta sẽ có một con khủng long Stegosaurus. Đây là một con khủng long ăn cỏ và di chuyển bằng bốn chân. Ở trên lưng của nó sẽ có rất là nhiều những chiếc gai to lớn và còn có màu sắc nữa nè các bạn. Ok, chúng ta sẽ tạm thời bỏ vào đây nha. Và đến với con khủng long tiếp theo nào. Mình đang cố gắng giải cứu cho nó. Và nó bị dính rất là nhiều màu luôn, các bạn có nhìn thấy không nào? Bây giờ mình sẽ rửa nó nha. Wow, sau khi rửa sạch chúng ta có một con khủng long Triceratops. Nay chúng ta còn được biết đến với một cái tên gọi khác là khủng long ba sừng. Nó ăn cỏ và di chuyển bằng bốn chân. Ở trên người còn có rất là nhiều những hình vẽ hoa văn màu đỏ trông rất là đẹp đúng không nào? Triceratops. Và tiếp theo có một con khủng long rất là to. Wow, nó cũng bị dính rất là nhiều màu luôn các bạn ơi. Oh my god. Bây giờ mình sẽ rửa nó thật là sạch nha. Wow, sau khi rửa thật là sạch rồi, trên tay của mình đây là một con khủng long Carnotaurus. Một con khủng long ăn thịt và di chuyển bằng hai chân. Những người của nó có rất là nhiều những chiếc gai sắc nhọn chạy dài từ đầu cho tới đuôi. Đặc biệt hơn, trên đầu của nó còn có hai cái sừng rất là to lớn. Carnotaurus. Chúng ta sẽ giải cứu một con khủng long này nha. Wow, rửa hết rồi. Wow, sau khi rửa sạch mình có một con khủng long Saichania. Đây là con khủng long ăn cỏ, cơ thể khá là tròn trịa cùng với rất là nhiều những chiếc gai to lớn ở trên lưng. Wow, một con khủng long rất dễ thương đúng không nào? Con khủng long Plesiosaurus. Đây là một con khủng long sống ở dưới nước. Nó có một cái cổ rất là dài. Bốn cái tay bơi sẽ giúp cho nó di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và bơi được nhanh hơn. Bajadasaurus, một con khủng long ăn cỏ cổ dài di chuyển bằng bốn chân. Trên lưng của nó có hai hàng gai rất là sắc nhọn và có hình xoắn ốc, trông rất là lạ mắt đúng không nào? Wow, có một con khủng long đã bị chui hẳn ở dưới cái nước màu vàng này luôn rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ có là con khủng long Velociraptor. Một con khủng long ăn thịt màu xanh lá cây. Phía bên này cũng có một con khủng long đã bị chìm hẳn vào trong một cái thau nước này của mình. Và sau khi rửa sạch thì mình có một con khủng long Chamsosaurus. Một con
con khủng long ăn thịt màu vàng, di chuyển bằng hai chân. Những hàm răng của nó rất là dài, tương ứng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Tiếp theo chúng ta có là con khủng long Stegosaurus. Đây là một con siêu khủng long đã được tuyệt chủng từ lâu rồi. Hai bàn tay ở hai bên cạnh sẽ giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn. Wow, một con khủng long rất là to lớn. Đây là Vastatosaurus, một con khủng long ăn thịt rất là hung dữ và nguy hiểm. Nó có hàm răng rất là chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Cơ thể của nó rất là to lớn, săn chắc và đầy cơ bắp luôn. Wow, có một con khủng long nhỏ xíu xinh xắn và có màu xanh lá cây. Trên tay mình đây là con khủng long Keratosaurus, thuộc họ khủng long ba sừng. Wow, chúng ta có gì nữa nào? Một con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn khác, đây là Parasaurolophus, còn gọi là khủng long màu kiếm. Nó có màu hồng ở phía trên lưng và màu vàng ở phía bụng. Rất là nhiều màu sắc luôn đúng không nào? Và không làm mất thời gian của các bạn, mình sẽ lấy hết những con khủng long đã bị chìm ở dưới dùng dịp màu vàng mắt này nha. Và sau khi rửa sạch, chúng ta có rất là nhiều những con khủng long đa dạng và đầy màu sắc luôn. Ở đây các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở trên tay mình nào? Hãy để lại phần bình luận ở phía dưới cho mình cùng biết với nha. Và đây chúng ta có là